Trung Quốc có taxi bay chạy điện lái tự động. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc vừa cấp giấy chứng nhận an toàn bay cho mẫu taxi bay EH216S. Phương tiện bay này chở được hai hành khách cùng hành lý, tối đa 620 kg với tốc độ 130 km/h, đi được quãng đường 30 km. Trong suốt quá trình kiểm duyệt của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, EH216S đã thực hiện hơn 40.000 chuyến bay thử ở nhiều địa điểm khác nhau ở nội địa Trung Quốc và nước ngoài, chuyến bay thử nghiệm cuối cùng được thực hiện hồi tháng 8 năm nay. Theo nhà phát triển e công ty có trụ sở ở Quảng Châu, chiếc EH216S cao 1,93m, rộng 5,73m, có 8 cánh gặp được cùng 16 động cơ đẩy. Taxi bay sử dụng năng lượng xanh và được trang bị nhiều hệ thống thông minh, gồm hệ thống kiểm soát bay và quản lý pin cũng như mạng không dây tốc độ cao. Pin của EH216S có thể sạc đầy trong 2 giờ. Phương tiện bay này không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực taxi chuyên chở hành khách mà còn có thể được sử dụng để chuyên chở hàng hóa, cấp cứu y tế, phục vụ tour du lịch trên cao. Phát hiện phần mềm độc hại chuyên đánh cắp thông tin người dùng trên Telegram, công ty bảo mật toàn cầu Checkmox vừa phát hiện phần mềm độc hại chuyên nhắm mục tiêu đến người dùng dịch vụ đám mây của ứng dụng Telegram. Mục tiêu chính của phần mềm độc hại này là đánh cắp thông tin đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào tài khoản Telegram. Ngoài ra, phần mềm mã độc này còn nhắm vào mục tiêu vào các tài khoản đám mây Amazon Web Service. Chuyên gia an ninh mạng của Checkmost cho biết, phần mềm mã độc này có tên gọi là Agent Tesla. Nó sử dụng những cơ chế phức tạp để vượt qua các hệ thống chống virus và gửi mã độc đến các thiết bị của nạn nhân. Phần mềm độc hại này có khả năng đánh cắp dữ liệu tài khoản và mật khẩu rồi gửi chúng đến các máy chủ từ xa của tin tặc. Agent Tesla xuất hiện từ năm 2014. Các chuyên gia bảo mật lưu ý rằng phần mềm mã độc này trước đây thường nằm núp trong file Microsoft Excel được đính kèm với những email spam. Sau khi mở tệp đính kèm, mã độc sẽ được kích hoạt trên máy tính của nạn nhân, từ đó bắt đầu thu thập cũng như gửi dữ liệu cá nhân đến máy chủ của kẻ tấn công. Đối với những người sử dụng thiết bị di động cá nhân, các chuyên gia an ninh và bảo mật đưa ra lưu ý rằng cần sớm cập nhật phần mềm chống virus cũng như tránh mở các tệp đính kèm đáng ngờ trong email. Đặc biệt, người dùng sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Telegram và Amazon Web Service cần chú ý đến việc bảo mật dữ liệu và tăng mức độ bảo mật của thiết bị. Microsoft hoàn tất mua công ty game với giá 69 tỷ đô la Mỹ. Activision Blizzard, hãng sản xuất game Call of Duty nổi tiếng, vừa đạt được thỏa thuận thương mại với Microsoft. Theo đó, gã khổng lồ phần mềm đã bỏ ra 69 tỷ đô la Mỹ để mua lại hãng game này. Theo ông Finn Spencer CEO Microsoft phụ trách mảng gaming, việc mua lại hãng game Activision Blizzard là một cách để Microsoft đột phá đối với thị trường game di động hơn 90 tỷ đô la Mỹ. Activision Blizzard sản xuất các tựa game nổi tiếng như Candy Crush Saga và Call of Duty Mobile. Thương vụ này suýt đổ bể khi hồi tháng 4, Microsoft đã bị cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường của nước Anh CMA chặn việc mua Activision Blizzard do lo ngại việc nhà sản xuất Xbox sẽ thống trị thị trường game đám mây. Đối phó với vấn đề này, Microsoft đã thay đổi một số điều khoản trong thường vụ và đã bán bản quyền game đám mây ở ngoài châu Âu cho đối thủ Ubisoft. Vì thế, lo ngại của CMA đã được giải quyết và cơ quan giám sát cạnh tranh cũng chấp thuận giao dịch. Bà Sarah Carell, người phụ trách của CMA, chia sẻ rằng cơ quan hữu trách muốn đảm bảo việc Microsoft không bóp nghẹt thị trường trò chơi trên đám mây. Dịch vụ trò chơi trên đám mây cho phép người dùng truyền phát game lưu trữ trên máy chủ từ xa đến các thiết bị của họ. Khi game đám mây được phát triển, sự can thiệp của cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ giúp người chơi được dùng dịch vụ với giá tốt hơn cũng như có nhiều lựa chọn hơn. Theo CMA, sự nhượng bộ từ Microsoft đối với game đám mây sẽ giúp cho đối thủ Ubisoft cung cấp dịch vụ thuê bao đa game. Những dịch vụ game đám mây có thể dùng máy tính không chạy Windows để chạy các nội dung của Activision Blizzard, đồng thời duy trì một mức giá cạnh tranh. Apple sắp tung ra iOS 17.0.4 để vá một số lỗi mới. Các máy iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max gặp lỗi quá nhiệt cùng một số mẫu iPhone chạy iOS 17 gặp các lỗi khác khiến Apple phải liên tiếp tung ra các bản vá lỗi. Apple đã ra mắt tới 3 bản vá lỗi cho iOS 17 kể từ khi hệ điều hành này được phát hành chính thức cách đây gần một tháng. Ở bản mới nhất là iOS 17.0.3, Apple đã khắc phục một số lỗi khiến iPhone nóng lên bất thường trong quá trình sử dụng phần mềm, nhưng sau đó người dùng lại phát hiện sự cố khác. Theo trang 9tofridaymax, các mẫu iPhone đang chạy iOS 17, đặc biệt là iPhone 15 series đang gặp vấn đề kết nối Wi-Fi. Trong một số trường hợp, người dùng iPhone không tải được nội dung trên internet dù đang sử dụng Wi-Fi. Nhiều người dùng cho biết tình trạng này tự động hết sau vài phút, nhưng số khác buộc phải tắt Wi-Fi trên iPhone rồi bật lại, có người phải sử dụng 4G. Đây được xác định là lỗi liên quan đến iPhone bởi các loại điện thoại Android khác vẫn sử dụng bình thường khi kết nối vào cùng mạng Wi-Fi. Trên diễn đàn cộng đồng người dùng sản phẩm iPhone cho biết gặp tình trạng trên đối với chiếc iPhone 15 Pro Max mới mua, thậm chí điện thoại của anh còn tự mất kết nối Wi-Fi sau mỗi 45 giây. Với các sự cố mới liên tiếp phát sinh, Apple sẽ sớm tung ra iOS 17.0.4 để khắc phục các lỗi này. Doanh số smartphone toàn cầu rơi xuống mức thấp kỷ lục. Thị trường điện thoại thông minh smartphone toàn cầu ghi nhận doanh số quý 3 năm 2023 giảm 8% và cũng là quý 3 có số liệu thấp nhất trong một thập kỷ qua. Theo nghiên cứu của hãng Counterpoint Research, nhu cầu đối với các thương hiệu lớn như Apple và Samsung Electronics ở hầu hết các thị trường phát triển đều giảm. Ngoài ra, thị phần của ba công ty nằm trong top 5 là Xiaomi, Oppo và Vivo cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Doanh số smartphone toàn cầu tiếp tục kéo dài mức suy giảm sang quý thứ 9 liên tiếp. Counterpoint Research nhận định sự suy giảm chủ yếu do nhu cầu tại các thị trường không phục hồi nhanh như kỳ vọng. Counterpoint Research cho rằng dòng iPhone 15 được mở bán vào tháng 9 vừa qua là yếu tố có thể giúp vực dậy tăng trưởng doanh số smartphone tại các thị trường phát triển như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Ngoài ra, Trung Đông và châu Phi là những khu vực duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hàng năm trong quý vừa qua. Nhưng về tổng thể, Counterpoint Research nhận định rằng thị trường smartphone toàn cầu sẽ vẫn suy giảm trong cả năm 2023, giống mức thấp nhất trong thập kỷ qua. Nguyên nhân là do sự thay đổi trong thói quen lên đời điện thoại của người tiêu dùng, đặc biệt là ở các thị trường phát triển.